suốt 6 năm qua. Người anh yêu chính là bản thân mình. Nhưng kể từ bây giờ, anh muốn được yêu em. Yêu em đúng nghĩa. Vì vậy, em hãy đi đi. Cô Mai Ngọc, giờ này em còn đến đây để làm gì nữa? Tôi xin lỗi, sáng nay tôi có việc đột xuất cho nên... Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của anh. Anh đã hứa với tôi như thế nào? Anh có xin lỗi thì người ta cũng mang con của tôi đi mất rồi. Bao nhiêu năm qua tôi đã chịu được, đáng nhẽ tôi chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi. Giờ này cuộc sống của mẹ con tôi vẫn bình thường, tôi vẫn được ôm nó trong vòng tay của mình, anh hiểu không? Mai Ngọc, bình tĩnh nghe tôi nói nè. Chúng ta làm được rồi. Cô nghe điện thoại đi. Alo. Phía anh Dũng thuận tình ly hôn, đồng thời sẽ nhường lại quyền nuôi con cho cô Mai Ngọc. Đổi lại, việc ly hôn này diễn ra êm đẹp, không kiện tụng, không tranh chấp, kín tiếng hết sức có thể. Nào, giờ cô muốn gì nữa đây? Đây là thứ tôi muốn này. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Từ giờ sẽ không còn ai bắt nạt được cô nữa. Một năm đã trôi qua, Duy Anh nội trợ năm nào nay vẫn là nội trợ. Nhưng tôi tự hào về điều đó. Gia đình tôi cũng tự hào về điều đó. Các con tôi thì đã yêu và hiểu bố nó nhiều hơn. Và bây giờ tôi đã kiếm được tiền. Khoe với các bạn, tôi đã có nút bạc của YouTube. Hiện tại tôi đang là một YouTuber khá có tiếng ở trên mạng về dạy nấu ăn. Các bạn hãy nhớ like, subscribe kênh của tôi để tôi sớm lên nút vàng nhé. Một năm trôi qua rồi à? Nhanh thật đấy. Tôi vẫn vậy thôi. Một mình. Sống tiếp. À, tôi thay đổi chỗ làm rồi. Hiện tại thì tôi đang là giám đốc điều hành khách sạn Khang Thịnh. Tuấn Khang không hứng thú với việc này lắm, cho nên nhờ tôi giúp. Một năm qua tôi vẫn tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân của mình. Nhưng mà có điều, tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho một người phụ nữ. Mặc dù mối quan hệ của tôi và cô ấy cũng chưa rõ ràng gì cả, nhưng mà tôi rất vui. Còn điều quan trọng nữa, sau một năm thì tôi đã hiểu lý do tại sao bố tôi lại có thể từ bỏ đi tất cả mọi thứ vào trong miền Nam để sống nốt cuộc đời còn lại cùng với người phụ nữ mà tôi không muốn nhắc tên. Ôi giời, đám cưới người ta có phải đám cưới mình đâu mà làm cả cái nơ. Ông sao đấy, bạn bè thân thiết mang cái nơ cho đồng phục. Nè Duy Anh, hôm nay hơi bị xinh trai đó. Ngay bây giờ xin mời chú rể Duy Anh hãy phát biểu những lời thật là ngọt ngào dành cho cô dâu. Em, anh biết là em đã hy sinh rất nhiều, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để làm vợ, làm mẹ của các con anh. Anh biết là anh chưa làm cho em được một đám cưới mà em mong muốn. Em đồng ý làm vợ của anh nhé. Em sẽ tiếp tục làm vợ và làm mẹ của các con anh, có được không? Vú lên. Rồi, chúc mừng nha. Em chào mọi người ạ. Sao em đến muộn thế? Chuyến bay của em bị chậm một chút. Thôi, đi vào đi. Chào cô em. Rồi, Mai Ngọc đứng đây đi. Đó, đủ đồ hình rồi ha. Rồi, chụp một tấm hình là tươi vui nào. Rồi. Bên trai khoác tay nhau đi. Cầm tay nhau tình tứ lên. Đi á. Cầm tay nhau đi. Hai cái đứa này thiệt. Vui vẻ lên. Tình tứ lên nào. Nào, thả tim. Nhìn mấy ảnh thả tim đi. Đây. Anh vẫn còn đeo nhẫn à?
bị lệ đá cả năm nay rồi, vậy mà vẫn đeo nhẫn hả? Nè, ông ra đường á, à, những cô gái khác thấy ông vậy tưởng ông lập gia đình rồi, họ sẽ không tấn công ông nữa, phải lễ cả đời luôn đó. Này ông Khang, cho tôi mượn sân khấu một chút nhé. Được. Xin mời, xin mời. Qua qua kia, qua kia. Suốt thời gian qua, anh luôn mang theo trách nhiệm của em bên cạnh để nhắc nhở anh rằng luôn có em ở bên anh. Em đồng ý làm vợ anh nhé.